Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ một cái video để cho anh em xem qua và tham khảo ha. Tại vì có nhiều anh em quan tâm cái vấn đề mà khi mà lắp cái hỏi về cái vấn đề mà cái khung điều hướng á, lắp á, thì hôm nay tôi cũng chia sẻ trong cái video này để cho anh em tham khảo qua về cái ưu điểm và cái nhược điểm khi mà mình lắp pin trên cái khung điều hướng như thế này. Thì cái ưu điểm của cái pin mà lắp trên khung điều hướng á, thì cái lượng điện nó thu về á, thì nó tầm tầm muốn gấp gấp đôi khi mà mình lắp trên cố định trên mái nhà đó anh em. Tôi ví dụ như là cái vào cái buổi sáng sớm á, thì cái pin này á, nó hứng trực tiếp vào cái ánh nắng mặt trời. Tôi ví dụ như tầm cái chừng 7 giờ á, thì cái lượng pin mình lắp điều hướng này thì nó có thể là thu về trên khoảng trên 50% cái hiệu suất ha. Thay vì anh em mà lắp cố định trên mái nhà thì vào buổi sáng sớm thì cái ánh nắng nó chiếu nghiêng vào cái bề mặt của tấm pin thì nó thu về tầm khoảng từ 20 đến 30 cái công suất của tấm pin mà thôi. Còn mình lắp mà điều hướng nó hứng về cái mặt trời á, mặt trời đi đâu thì nó đi theo đó, nó hứng trực tiếp thì nó thu về sẽ tốt hơn khi mà mình lắp cố định trên mái nhà. Thì cái ưu điểm của cái pin mà lắp theo cái điều hướng này á, thì lúc nào nó cũng tạo ra một cái lượng điện á, rất là ổn định, rất là duy trì từ sáng đến chiều khi mà nó sạc vào cái lượng pin của mình á. Nó không có ào ạt như là cái mình lắp cố định trên mái nhà. Đó là cái ưu điểm của cái pin khi mà mình lắp đặt điều hướng theo mặt trời ha. Còn mà mình lắp cố định trên mái nhà thì anh em biết không, khi mà một cái lượng pin á, khi mà nó đạt đỉnh á, tầm khoảng trưa tầm 11 giờ đến 2 giờ chiều á, thì cái lúc đó cái lượng pin của mình á, nó sẽ ào ạt, nó đi vào cái hệ lưu trữ của mình đó, nó không có điều cái công suất như là cái pin điều hướng á, nó xoay theo cái mặt trời á, lúc nào nó cũng tạo ra một cái lượng điện nhất định. Nó duy trì, nó dao động từ cái công suất từ 50 đến 100%. Tôi ví dụ như cái công 1000W pin của tôi, ví dụ như sáng tầm 7 giờ là nó thu về khoảng 500W giờ rồi. Đó, khi mà 7 giờ ha, 7 giờ trở đi thì nó thu về gần 500W giờ rồi. Đó, nó có khác. Tôi ví dụ như mình 1000W pin này mà lắp cố định trên mái nhà thì sáng 7 giờ thì nó thu tối đa khoảng chừng 200-300W là cùng. Đó, còn mình lắp nó chiếu, nó hứng trực tiếp về cái hướng mặt trời thì nó có thể là thu về được 500W điện trên 1000W pin chẳng hạn là như vậy. Đó, khi mà trưa thì tầm chừng 8-9 giờ đổ đi thì thu từ nó tăng dần lên. Đó, nó tăng dần lên 60-70-80. Đó, tới 90. Đó, 100%, nhưng mà pin mà ít có khi nào mà thu được 100% lắm. Tôi ví dụ 1000W pin không có khi nào mà thu hết được 1000W pin. Tối đa là khoảng những 900W giờ đổ lại là cùng. Nên cái pin lắp theo điều hướng của tôi 1000W như thế này nè, thì đối với một ngày nắng tốt nó thu tầm khoảng 8kW. Đó. Còn nếu mà 1000W pin như thế này mà tôi lắp cố định trên mái nhà thì nó thu về khoảng tầm khoảng 5kW. Thì nói về cái ưu điểm của cái pin mà lắp đặt trên cái khung điều hướng theo mặt trời á, thì lúc nào cái hiệu suất mình thu về á, anh em, nó cũng đều đặn trong ngày á, nó không có ào ạt như mình lắp cố định trên mái nhà. Nên một cái lượng điện duy trì từ sáng khi mà có nắng á, nó sẽ duy trì một cái lượng điện rất là ổn định để nó đi vào cái hệ ắc quy của mình á, anh em. Nó đi vào nó ổn định hơn là mình lắp cố định trên mái nhà. Khi mà mình lắp cố định trên mái nhà sáng thì mình lắp cái số lượng pin, tôi ví dụ như 1000W pin của tôi, thì khi mà sáng thì một lượng điện nhỏ nó sẽ đi vào đây thôi. Khi mà nắng lên, khi mà đạt đỉnh thì từ tầm khoảng 10 giờ 11 giờ đổ đi đến 1-2 giờ chiều gì đó, thì cái lúc đó nó mới ào ạt, nó đi vào một cái hệ bình, một cái lượng điện rất là lớn. Đó, nó không có ổn định duy trì như là mình lắp điều hướng á, thì lúc nào một cái lượng điện nó
nó ổn định, cái nó dòng á, cái dòng điện nó tạo ra nó đều 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 nó đi vào cái hệ thống lưu trữ của mình, và khi mình vừa sạc vừa xả nữa, mình sử dụng như vậy thì nó rất là ổn định, duy trì nó rất là bền bỉ cho cái hệ thống điện của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì một cái lượng điện nó đi vào ắc quy á, nó không phải ào ạt như mình lắp cố định đó. Cái đó là cái ưu điểm mà khi mà mình lắp cái pin điều hướng á, anh em đó, pin điều hướng thì mình lắp nó thu về thì nó rất là tốt, sử dụng nó rất là ổn định, nó rất là duy trì đó. Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói về cái nhược điểm khi mà lắp cái pin điều hướng ha anh em. Thì cái nhược điểm nó như thế này anh em, thì anh em thấy đây, lắp cái khung điều hướng thì anh em thấy nó như thế nào, nó bọc như cái cánh diều ha. Cái mức độ mà rủi ro nó rất là cao khi mà ở đây nè, đồng trống nè, khi mà những có cơn đồng mưa, những cơn dông, cơn mây, cơn khang gì đó, thì do cái thời tiết á, bão lớn thì anh em thấy nó như cánh diều nè, nó có thể là bật bay bất cứ lúc nào, nó rất là rủi ro và nguy hiểm cho cái hệ thống pin của mình khi mà mình không có lắp cố định chắc chắn ở trên mái nhà hay là một cái điểm nhất định nào đó. Khi mà mình lắp cố định thì nó sẽ an toàn hơn đó. Cái đó là cái nhược điểm của cái khi mà mình lắp đặt cái điều hướng đó. Thì cái ưu điểm đó thì nó thu được điện về ổn định hơn, còn cái nhược điểm của nó thì nó lúc nào nó bọc như cái cánh diều đó. Thì cái mức độ mà rủi ro của nó thì nó rất là cao đó. Thêm một cái chi phí tăng cao nữa là cái vấn đề ở đây, thì khi mà anh em làm một cái khung điều hướng nè, như ở đây nè, tôi nè, bây giờ tôi sẽ nói từng dưới đi lên ha. Thì cái gia cố bê tông của tôi là 5 bao xi măng nè ha. Đây là tôi gia cố rất là nặng để cho nó vững chắc á, nó không có thể nào mà nó bật và nó bọc được từ trên xuống dưới, nghe ống sắt đó, rồi xi lanh, rồi dàn khung, cái này cái kia, nó cái cặp xi lanh điện của tôi nè. Thì lúc trước tôi mua cái cặp xi lanh này, tôi mua bên Trung Quốc á, lúc mà nó còn rẻ, cặp này tôi mua hình như 700 mấy một cây, 2 cây là hết 1,5 triệu rồi đó. Rồi cái sắt này là ống tiếp 60, tôi mua một cây tôi cắt làm hai, một cây nó hình như 300 mấy 400 ngàn vậy, cũng hơi lâu rồi, tôi cũng quên nó rồi, cho nó 400 ngàn đi, cho nó dễ tính ha. Để mình tính ra cái, thì tôi cũng nêu ra dài một cái thông tin, để tôi cũng đưa ra một cái giá tôi đầu tư á, để mình so sánh. Mình so sánh, tôi ví dụ như là mình so sánh ở cái tiền mà mình đầu tư cái khung điều hướng này á, thì mình có thể là đầu tư thêm pin, mình lắp cố định trên mái nhà hay không, hay là mình bỏ cái số tiền ra vài 3 triệu đấy để mình làm một cái khung điều hướng, khi mà cái mức độ rủi ro nó rất là cao, khi mà mình nó cao hơn mà mình lắp cố định trên mấy nhà, nó dễ bọc gió bật dễ nó, thì nó rồi nó hao mòn, rồi tất cả các xi lanh nào này kia đó, mình lúc nào mình cũng phải bảo dưỡng về cái xi lanh ốc với bù lon con tán này, chỗ này chỗ kia thì mình phải bảo dưỡng định kỳ hơn, chỗ nào rò rỉ sét thì mình thay nhớt hoặc mình sơn, ngay cả cái xi lanh điện cũng vậy đó. Thì bây giờ cái cây sắt 60 đó là 400 ngàn, còn cây sắt này 49 200 mấy hay gì đó anh em, hay cái 200 mấy, tôi không nhớ nha, anh em thông cảm nha. Thì tôi cũng đưa ra một cái giá để mình so sánh ha. Thế cho nó 300 ngàn đi, cây này 300 ngàn ha, cái cây này 400 ngàn là hết 700 ngàn rồi, 700 ngàn rồi. Cái sắt ống vuông bên trên á, làm dàn khung rồi, và coi như cái dàn kèo, rồi dàn đòn tay, rồi mình đi hàng nữa, đi hàng thì tôi không có hàng, nhưng mà tất cả các cái lại tôi mua về, tôi mua sắt đến tiệm sắt tôi mua, rồi tôi cắt ra tôi chở đến tiệm hàng, rồi tôi ra cái kích thước á, tôi hàng cái khung đồng tay vòng vòng ở dưới á, phan cái lỗ bắt cái bù lon 16 ly á, xuyên ngang qua đầu kia vậy đó. Thì cái cây, một cái cây sắt vuông đó là 36 á, thì tôi mua cái loại dày nhất, nó hình như có 3 loại, loại mỏng và loại trung, cái loại dày tôi mua loại dày. Toàn bộ cái này tôi mua loại dày không, thì nó tầm đâu 200 hay gì đó. Rồi những cái đoạn tay á, lên á, thì nói chung thì cái dàn sắt không á, thì nó tầm đâu khoảng 1,5 triệu đó anh em. Rồi cái cặp xi lanh á, 1,5 triệu. Nhưng mà ngay thời điểm á, cặp xi lanh thì tôi mua lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi kiểm tra lại á, thì nó mắc hơn, nó đâu 800 mấy 900 ngàn gì á, là tôi mua bên Trung Quốc á, loại này nó không có bảo hành nè.
Còn nếu mà mình mua ở shop mà Việt Nam bán á, thì cái loại mà xi lanh á, xi lanh điện 12V nè, cái lịch trình á, cái trường trình á, cái nó là 50 cm á, là tất nhiên á, là cái từ đầu này đến đầu kia là 50 á, nó đẩy ra hết cái trường trình của nó là một mét á, khi một mét á anh em, nó thu lại là 50 ha. Đó thì cái loại Việt Nam á, nó 1.000.000 một cây lận, mà có bảo hành hàng hóa, có nhãn hiệu mát, bảo hành đàng hoàng. Còn cái loại này tôi mua là nó không có bảo hành, không có nhãn mát gì hết mà xài cũng được, thì cái tôi mua loại rẻ, nhưng bây giờ nó tăng cao rồi. Thì tính hết cái dàn khung sắt ha, nội mà sắt sắt tròn nè, sắt vuông nè, nó chả nằm khoảng một trên triệu rồi, cho nên 1.500.000 cặp xi lanh, nên 1.500.000 là 3.000.000 rồi, 3.000.000 rồi ha, 3.000.000 rồi. Cái 5 bao xi măng rồi cát đá này kia cho nó 500.000 nữa, 5 bao xi măng hết 400 mấy 450 cát đá thì chỉ 100 mấy 200.000 đó, cho 700 thì tính ra thì 3.000.000, gần 4.000.000 anh em à. Đó khi mà tôi làm cái khung điều hướng này á, nó tầm khoảng 4.000.000 đó. Khi mà 4.000.000 là cái công nhà của tôi làm nha anh em, đó chứ không phải mướn nha. Nếu mà mướn thợ nữa thì thêm vài trăm ngàn tiền thợ nữa, ví dụ như chẳng hạn như 500.000 tiền thợ nữa thì nó tăng lên nữa, còn nhà mình biết làm thì nó đỡ hơn vài trăm ngàn đó. Vậy á thì bây giờ cái làm cái khung điều hướng này cho 4.000.000 nè của tôi nè ha, thay vì 4.000.000 đó tôi mua được bao nhiêu watt pin nếu mà mình lắp cố định trên mái nhà. Tôi ví dụ đây tôi có 1.000 watt pin rồi, thì cái tiền pin tôi mua, khoan để tôi tính xem, cái tấm bự bên kia tôi mua 3.240.000, còn cái tấm nhỏ mỗi 800W này 1.000.000, tôi mua 1.250.000 một tấm, giao luôn phí vận chuyển là 1.250.000 một tấm pin mono nha, pin solar fancy. Thì 6 tấm bằng 1.250.000 7.500.000, 6 tấm này hết 7.500.000 rồi, cái tấm bên kia 3.240.000 cho nó 3.000.000 đi, 3.700.000 là 10.500.000, 10.740.000 là được 1.000 watt pin, thêm 4.000.000 nữa thì mua được tầm khoảng 400 watt pin. Tôi ví dụ như 4.000.000, tôi tính tròn 400 watt thôi. Tôi ví dụ như bây giờ pin á, giá cả nó cũng cũng nới hơn những cái năm đầu, mà những mấy năm trước tôi mua, mấy năm trước cái pin này nó hơi cao, còn bây giờ thì cái giá cả pin á, nó dễ tiếp cận cho người sử dụng hơn rồi anh em, giá cả nó nới hơn rất là nhiều đó. Bây giờ mà mua 4.000.000 tiền pin năng lượng mặt trời đi, tôi thấy nhầm có khi mà nhầm cái những cái tấm pin mà có công suất 450W anh em, nhầm khi mà trên dưới 3.000.000 tấm, có khi mà tôi xem á một shop ta nhầm khi có 2.800.000 tấm, tùy theo hãng nha, không phải tôi nêu ra như vậy là nó không đúng. Thì tôi thấy là pin này bây giờ rất là nhiều nhãn hiệu, tôi thấy có cái những tấm 450W, có những tấm 3.000.000 mấy, 3.500.000, 3.700.000 cũng có, tùy theo cái thương hiệu đó. Thì đối với 4.000.000 thì mình tính cho nó 400 watt pin thì nó thu về thêm 2 kW điện nữa đó. Thì tôi ví dụ như tổng cộng bây giờ tôi không có làm cái khung điều hướng này á, cái 4.000.000 này tôi để tôi mua thêm 400 watt pin nữa, vậy là tôi có tổng cộng 1.400 watt pin mà tôi lắp cố định trên mái nhà, thì mỗi một ngày năng tốt nó thu về 7 kW điện đó, 7 kW điện, mà nó an toàn hơn, nó không có mức độ mà rủi ro khi mà mình làm một cái cánh diều nó bọc gió như thế này, nó rất là nguy hiểm khi mà mùa mưa bão ha anh em. Đầu mùa mưa thì có mây dông xuất hiện, mưa dông khang rất là lớn, thì mới á thì nó vững chắc như thế này, nhưng mà lâu ngày vài tháng rồi thì cái mức độ nó mục xét á, do sắt nó rò rỉ á, ngay cả cái bên dưới chân này nữa đó, thì dài 3 năm thì cái mức độ rủi ro nó càng tăng cao. Mới thì nó mình cảm thấy nó an toàn, nhưng mà sau này nữa rồi xi lanh nó còn hư này kia nữa, thì cái này sử dụng vì mục đích đam mê nó cũng có một chút nữa, nên mình lắp khung điều hướng này. Chứ nếu mà mình lắp và cố định trên mái nhà, thay vì mình để cái tiền mình đầu tư cái khung điều hướng
thì mình để mình lắp, mua thêm pin mình lắp cố định trên mái nhà thì nó an toàn hơn, nó yên tâm cho mình hơn, thay vì mình tạo ra một cái khung điều hướng mà sử dụng vài ba năm thì nó cũng phải yếu đi, nó rò rỉ đi, nó mục đi thì dông khang lốc xoáy tới thì nó có thể là nó bật, nó bay đi cái dàn pin của mình, thì cái đó mức độ rủi ro mà lúc nào thì nó cũng có rình rập suốt cái thời tiết cực đoan mà lúc nào nó cũng có vậy, thì cái đó thì mình không thể nào lường trước được. Nhưng mà trước mắt á, thì tôi thấy cái lắp pin điều hướng á, thì nó thu về một cái lượng điện rất là ổn định đó. Thì như qua nãy giờ tôi cũng chia sẻ trong cái video này cho anh em xem và tham khảo thì ở đây tôi không có khuyên anh em là lắp điều hướng hay là lắp cố định trên mái nhà, mà chỉ nói qua về cái vấn đề khi mà mình cái ưu điểm và nhược điểm của nó, thì nó được cái này thì nó mắc cái kia. Tôi ví dụ như lắp điều hướng đó, thì cái lượng điện mình nó thu về nhất định trong ngày, nó rất là ổn định, nó rất là duy trì đó. Nhưng mà cái chi phí lắp cái dàn khung điều hướng nè, nó cũng bằng bằng, thay vì mình mua thêm pin mình lắp cố định trên mái nhà, rồi cái mức độ rủi ro nó cũng có đó. Còn nếu mà mình lắp trên mái nhà, mình đầu tư thêm pin mình lắp trên mái nhà thì cái lượng điện mình nó thu về nó không có ổn định đó, nó chỉ đạt đỉnh trong vài tiếng đồng hồ khi mà mặt trời chiếu thẳng vào cái bề mặt pin đó. Còn những buổi sáng sớm hay chiều mát á, thì nó đối với cái pin mà lắp cố định trên mái nhà thì nó thua xa, nó thua xa về cái lắp mà khi mà mình điều hướng như thế này đó. Thì anh em tham khảo qua ha. Thì cái này nói về cái ưu điểm và nhược điểm khi anh em cần lưu ý ha, thì anh em lắp thì thay vì anh em tính kỹ xem anh em có cần làm khung điều hướng để cho nó cái dòng điện nó tạo ra ổn định không đó, hay là anh em lắp cố định trên mái nhà cho nên yên tâm hơn, cái tiền mà anh em mà đầu tư cái dàn khung điều hướng á, để anh em mua thêm pin lắp cố định trên mái nhà cho nó yên tâm sử dụng, cho nó mình không có lúc nào mà mình lo sợ gió mạnh bay đồ á. Rồi thì qua vài dòng chia sẻ với anh em vậy, còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng video ha. Thì qua nội dung video là vậy, còn riêng tôi thì tôi cũng không có kinh doanh về các sản phẩm này, mà cũng không có quảng cáo hay là quảng bá cho bất cứ một ai, chỉ sử dụng điện năng lượng mặt trời thì chia sẻ cho anh em xem qua và tham khảo thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau ha.